Thưa các bạn, hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 1997, kỷ niệm 42 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam xin chúc các bác, các anh, các chị, những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực y tế, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong rằng những người thầy thuốc Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa công việc đầy tính nhân đạo của mình, thực hiện tốt lời Bác Hồ đã dạy, thầy thuốc như mẹ hiền. Trong buổi truyền hình tối nay, lúc 19 giờ 17 phút là phần thời sự, tiếp đến là những chuyện lạ có thật trên thế giới. Chuyên đề xây dựng đảng tuần này có phóng sự, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ, bộ đội biên phòng. 20 giờ 40 phút, mời các bạn cùng đến với Đà Lạt, xứ sở của các loài hoa. Sau phim về thế giới động vật, rừng dưới đại dương là mục thông tin thương mại. 21 giờ 25 phút, các bạn theo dõi trang thể thao, mục âm nhạc và đời sống với những ca khúc có tựa đề Lời Chúc Đầu Năm. 22 giờ 25 phút là các bản tin. Chương trình VTV3 được tiếp nối lúc 23 giờ với phần thể thao và ca nhạc, giới thiệu lễ trao giải những bài hát hay năm 1996 ở Nga. Vào 19 giờ 55 phút trong chương trình VTV2, mục phổ biến kiến thức phản ánh thực trạng môi trường ở Hồ Tây, đồng thời nêu lên những giải pháp khắc phục. 20 giờ 25 phút, các bạn cùng tham dự bài học tiếng Nga và xem phim khoa học, y học cổ truyền Ấn Độ. Tiếp đến là bản tin cuối ngày. Bây giờ, mời các bạn và các em cùng theo dõi chuyên mục Thiếu Nhi.